gì vậy? Cái gì vậy? Đó là Nguyễn Tuấn Tú đã trở lại. Ủa sao mày nói là nó nghĩ nó đâu có trở lại? Ủa sao nó nghĩ tới hết mùa giải mà không lẽ bình phục chấn thương rồi sao? Mày coi mấy giờ quánh? Dạ 2 giờ. Còn quánh. Mở TV liền, mau lên. Hiệp 1 vừa kết thúc. Theo anh có điều gì đáng chú ý ở hiệp 2? Theo như tôi thấy, điều đáng chú ý nhất có lẽ là cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú. Tuy rằng anh đã hồi phục được chấn thương nhưng khả năng ra sân của anh ấy còn là một dấu chấm hỏi. Chỉ là dấu chấm hỏi thôi, khả năng ra sân không có cao, bà yên tâm đi. Chúng tôi vừa nhận được một tin vui, cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú ra sân ở hiệp 2. Nó ra rồi kìa. Ba bình tĩnh đi. Cho dù có ra sân thì khả năng mà ghi bàn cũng không có cao đâu, chấn thương chưa có bình phục hẳn mà ba. Nhưng mà lỡ nó ghi bàn thì sao? Dạ vậy thôi tắt đi. Mày mở lên. Trời ơi, tin được không? Chị vừa mới vào sân, anh Nguyễn Tú đã ghi được 3 điểm. Ba chịu. Bạn Minh ơi. Hả? Đi chơi không? Hôm nay tôi kẹt rồi. Bạn đi đi nha. Chuyện lạ chứ, vậy thôi tôi đi trước nha. Bye bye. Chị ơi, hôm nay em đi học về trễ nên giờ học giờ lại 30 phút nha. Tôi ghi được bao nhiêu điểm rồi? Vừa mới ra sân hiệp 2 nhưng Nguyễn Tuấn Tú đã ghi được 12 điểm rồi. 12 triệu. 12 triệu con ơi. 12 triệu có nhiều rồi ba. 12 triệu mà nó không có bao nhiêu hả? Hụt đi, hụt. Lại thêm 3 điểm cho Nguyễn Tuấn Tú là 15 điểm. 15 triệu. 15 triệu bây giờ con mới thấy có bao nhiêu rồi đó. Có bao nhiêu? Phá hoại. Trời ơi. Mày con mày bỏ tiền ra mày đợi đi. Bà kỳ quá, bà quá đáng quá. Gì quá đáng? Dù gì tiền đó cũng là giúp đỡ các bệnh nhi bị ung thư chứ không phải bỏ vô túi của anh ta đâu. Tiền là giấy hả con? Mày ngon mày bỏ tiền mày đợi cho tao đi. Nếu bà tiếc tiền thì phải giảm lương của con xuống đi để trừ lại. Lương ở đâu mày có? Cũng ba mày phát cho mày chứ tự mày có làm được lương không? Quá đáng lắm luôn. Gì nữa? Thôi được rồi, bây giờ con sẽ đi ra ngoài, con tự làm, con tự kiếm tiền. Con sẽ tự kiếm tiền bằng công sức mồ hôi của con, rồi con dùng số tiền đó để con giúp đỡ các bệnh nhi bị ung thư mà không cần đến ba nữa. Dù cực khổ như thế nào con cũng sẽ đem tiền về. Ai cái thằng này? Trời ơi, rồi cái thằng ngu ngục ngu xuẩn gì đâu á. Không ai khác nữa các bạn ơi, Nguyễn Tấn Tú lại tiếp tục ghi điểm. Nghi hoài vậy Tú. Mẹ. Cái gì? Con tìm được cái bảng điểm ngoại ngữ của anh hai nè. Cái gì? Anh hai có bảng điểm ngoại ngữ rồi hả? Dạ đúng rồi. Vậy tại sao nó không đưa cho mẹ? Trời, có 3 điểm rưỡi mà sao dám đưa cho mẹ? Đưa cho mẹ bị ăn đòn sao? Cái gì? 3 điểm rưỡi hai đưa đây. Nhẹ. Cái thằng Nguyên này. Ủa, sao vậy cô? Nè, con coi đi. Không biết là nó giống ai trong cái căn nhà này mà nó học dở như vậy không biết nữa hả? Môn khác thì cô không nói, cô đã mướn giáo viên dạy kèm cho nó môn tiếng Anh rồi mà nó thi được có 3 điểm rưỡi lần sao? Cả nhà con mới học về. À, anh 3 điểm rưỡi về rồi. Nói gì không hiểu gì luôn á. Nè. Dạ. Đi qua đây. Dạ. Tại sao vậy hả? Tại sao không chịu học hành, thi được có 3 điểm rưỡi vậy hả? Mẹ nói gì á, con có biết gì đâu. Cái thằng này còn chối nữa. Kìa, đó. Cái bảng điểm nhìn kia kìa kìa. Gì vậy, gì vậy? Sao mẹ tự ý coi bảng điểm của con? Con còn ăn nói với mẹ như vậy đó hả? Dù sao con cũng lớn rồi mà. Sao mẹ tự ý coi bảng điểm của con như vậy? Mẹ kỳ quá à. Quang. Con với cái mà.
hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha. Nhờ cậu mà tôi học được nhiều lắm á. Có gì đâu cảm ơn. Nhưng mà chị phải học thuộc nha. Em có thể trả bài bất cứ lúc nào đó. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn thầy nhiều nha. Anh có sao không vậy? Tôi không sao đâu. Hình như tôi thấy anh á là chưa bao giờ làm việc nặng thì phải. Thôi anh nghỉ đi, anh đi tìm công việc khác á mà anh làm. Không sao đâu, không sao đâu. Tôi làm được mà. Tôi phải kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Yên tâm đi, tôi làm được. Anh về rồi đây. Anh về rồi hả? Nè, làm gì mặt anh dính gì dơ vậy? Ồ, anh không sao đâu. Ba ngủ rồi hả em? Ba trong phòng á. Thì hỏi suốt mùa giải ghi bao nhiêu điểm, biết bao nhiêu tiền. Sao mày không nói gì vậy hả? Không nói gì hết vậy? Ba không cần biết cái chuyện này con gây ra thì con phải chịu trách nhiệm. Nếu không trả được hả, ra khỏi nhà. Làm gì nữa? Lấy cái gì? Đi ra ngoài. Ủa, có chuyện gì hả anh? Cô ơi. Hả? Con rửa chén xong rồi, cô có muốn con làm gì nữa không cô? Không cần đâu, con cũng mệt rồi. Con dọn dẹp xong rồi đi ngủ đi. Dạ. À mà nè, khóa cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ nha. Mà cô ơi, Nguyên vẫn chưa về nữa cô. Con cứ mặc kệ nó, cứ khóa cửa cho cô. Nó tự đói bụng là nó tự mò về à. Nguyên ơi, cậu đã ăn cơm chưa? Đừng như vậy nữa mà, về nhà đi. Ba không cần biết cái chuyện này con gây ra, con phải chịu trách nhiệm. Nếu không trả được hả, ra khỏi nhà. Nguyên ạ. Con chào chú. Bộ Nguyên nó chưa về hả con? Dạ. Cái thằng này chắc là ra tiệm internet chơi nữa rồi. Thôi con lên ngủ đi, khỏi chờ nó. Dạ. Ừ.
Vâng, hôm nay Nguyễn Tuấn Tú sẽ thi đấu từ trận đầu. Đúng phải, đây là trận đầu tiên anh chơi ngay từ đầu sau khi bị chấn thương. Dừng đây! Không! Wow! Quan hồ Tuấn Tú, một mình anh đã ghi được 30 điểm rồi. Anh thật là tuyệt vời, anh đã lập nên một kỷ lục mới. Trời ơi, mới có nửa chưa hết nửa trận mà nó 30 điểm. Hết trận thì nó bao nhiêu điểm đây? Trời ơi, tôi nhức cái đầu quá. Mày núp cái gì? Mày lo mày kiếm tiền mày trả cho người ta đi. Trời ơi, núp gì ba cũng thấy nữa hả? Thấy hả? Mày lo mày xong mày ra dạ. Khỏi nhà tao, đi ra khỏi nhà tao. Đi liền quá. Mày hả? Ở nhà. Ê, ông. Rồi, Nguyễn Tuấn Tú quay lại ấn tượng ghê ông. Vậy là lần này bầu trời muốn đổi Việt Nam á hả, có thêm một gì sao mới rồi nha. Kết quả sao là tỷ số nhiêu vậy? Anh chàng Tuấn Tú này hả, thi đấu hả, cuộc chơi thì cả thật giờ luôn á ông. Một mình anh ta hả mà ghi 63 điểm luôn đó. Cái gì? 63 điểm? 63 điểm luôn. Ờ, anh này hay thiệt á hả? Đúng rồi, anh hay thiệt luôn á. Chết thiệt rồi. Cậu tính đi đâu vậy? Cậu về Chị nhà mặc kệ nha. Em đi. Thôi mà, cậu về nhà nha.